Ali, 1 2 6 7. Ali, 1 2. Rồi chào các bác nhá, chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay cả anh em sẽ lên video tiếp theo để giới thiệu lại cho các bác những bác nào chưa biết về cái dòng vàng 5S, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, và ngày hôm nay sẽ có mã là V52 la mã nhá. Em lên sản phẩm này đầu tháng và bán ngày hôm nay thì sẽ có dành cho ba bác nào may mắn em bán đầu tháng lấy may các bác nhá. Cái này là em chỉ bán đầu tháng lấy may thôi, cho nên là bác nào thực sự nhanh tay và đừng bỏ qua video này nếu như các bác muốn sở hữu một con vàng cao cấp mà giá thành cực kỳ hợp lý, chạy chip 21489, một con chip ngang với cả chip X12 luôn, mà giá thành của nó em thật các bác, ngày hôm nay em bán cho bác thì nó chỉ ngang một con X5 thôi đấy. Rồi, các bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ trên nút like nhé, và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới với em nhé. Như các bác theo dõi cửa hàng nhà em thì các bác đã biết rằng là cái dòng sản phẩm vang số cao cấp 5S hiệu V52 mã này em về được rất là nhiều, và em về đâu đó khoảng tầm 70-80 chiếc, và ngày hôm nay thì cũng chỉ còn khoảng tầm hơn chục chiếc thôi. Đấy, còn hơn chục chiếc lên video giới thiệu lại cho các bác, và cũng như là đầu tháng thì em sẽ có phần quà dành để tặng cho ba bác nào may mắn. Hôm nay em chỉ bán 3 suất duy nhất thôi các bác nhá. Em chỉ bán duy nhất 3 suất thôi. Đấy. Đây, con này tất cả em đã tinh chỉnh hết rồi. Tinh chỉnh hoàn toàn là ok rồi. Bên này chúng ta có mic, effect và music này, to nhỏ này. Con này thì em cũng đã có làm một cái video. Đây, nhạc nhẽo. Con này thì em đã có làm một cái video hướng dẫn chỉnh chi tiết cho các bác cái dòng sản phẩm này rồi. Đấy, hướng dẫn chỉnh cho các bác rồi. Đằng sau đây 2 4 6 cổng out, 6 cổng out hoàn toàn chân đồng luôn nhá. Đấy, đường in 1, in 2, in 3, mặc định của nó sẽ là in 1 các bác nhá. Tức là em đang cài là tín hiệu đầu vào là in 1. Đấy, cho các bác xem vỉ mạch luôn. Vỉ mạch con này vậy, mạch màu vàng rất cao cấp, đời rất cao nhá. Đời con này cực kỳ cao luôn, 2017, gần như mới luôn rồi. Hàng bãi xịn nguyên zin nguyên bản. Chạy một con chip analog của Mỹ đây, cho các bác xem. Em sẽ cho các bác xem được thông số của con chip này. Đây các bác có thể nhìn thấy cho em này. Đây con chip analog của Mỹ này, 21489 đây các bác nhá. Được chưa? Analog chip Mỹ 21489. Và ở đây chúng ta có một con analog nữa. Đây ở đây, được chưa? Đấy, một con chip Mỹ nữa ở đây. Thực sự bác, đây một dòng vang cực kỳ hiếm và cực kỳ hay trong cái phân khúc, trong tầm giá báo bác. Thị trường thì con này nó giá mới của nó thì rất là đắt các bác. Con mới con này nó rơi vào 12 triệu cơ. Đấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì rất là hiếm khi mà các bác gặp được cái dòng vàng này. Và ngày hôm nay thì nhân dịp đầu tháng nhá, em sẽ báo giá luôn để mọi người tham khảo. Hôm nay em dành ra 3 suất để em bán chiên cho các bác, cũng như là cảm ơn cái sự đồng hành của bác trong suốt thời gian vừa qua. Em sẽ bán con vàng này ngày hôm nay chỉ có 3 con duy nhất thôi, 2.500.000 đồng một chiếc. Mức giá cũ của em là 2.800.000 đồng. Và ngày hôm nay em dành ra 3 chiếc để em bán cho các bác lấy may đầu tháng nhá. Và khi em lấy may đầu tháng như thế này thì các bác vui lòng chuyển khoản cho em 2.500.000 đồng một chiếc. Em vẫn miễn phí ship toàn quốc, vẫn tặng kèm dây kết nối âm đi và cục đẩy, bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng, các bác yên tâm luôn, không cần phải suy nghĩ, được chưa? Đấy. Alo lại tiếng mic các bác xem. Và hiện tại em đang test trên cái chiếc mic dây này này. Cái chiếc mic dây này cũng không phải là gì cả, nhưng mà chiếc mic dây của Party House này, mic dây bãi này. Đấy chưa? Em test trên chiếc mic dây nhá. 2.500.000 bác nào chốt vàng 5S nhá, nhắn tin gọi điện luôn cho em. Chốt vàng 5S cho em 0982838695. Em để bác mức giá con này bình thường em đang bán là 2.800.000 đồng. Thực sự bác là nhiều, rất nhiều người gọi điện bảo để cho anh 2.700.000 hay 2.600.000. Em không bán, em dám cam kết bác luôn, em dám khẳng định luôn. Tất cả các bác đã mua hàng của bên em là các bác biết, được chưa? Em bán hàng ít khi em để cho ai mặc cả lắm. Đấy. Nhưng ngày hôm nay đầu tháng thì em bán lấy may đầu tháng, tức là em lấy may, tức là các bác chuyển khoản cho em để em lấy may, tránh những trường hợp gọi là đặt hàng xong có bác là gọi là không lấy hàng, thực sự nó rất là mất công, mất thời gian. Thì ngày hôm nay em lên video giới thiệu cho các bác, cũng như là em sẽ có 3 suất dành cho 3 bác duy nhất nhá. 2.500.000 đồng chuyển khoản cho em. Mức giá này là ngang với mức giá cửa hàng em đang bán vang X5 rồi. Được chưa? Ở đây 1 2 6 7 1 2. Tiếng con này em bao hay cho bác luôn. Thực sự tiếng con này em bao hay luôn. Video con này thì em đã chỉnh sẵn hết rồi. Các bác về em dám khẳng định luôn là 80% về các bác sử dụng được luôn, không cần phải chỉnh trọt gì nhiều. Được chưa? Không cần phải chỉnh trọt gì. Bởi vì là con này thì em đã căn đo đong đếm, thực sự là cái tiếng của nó thì quá hay rồi. Nó sử dụng chip ngang với cả một chiếc X12 và như kiểu chiếc CISO 1080, các bác theo dõi thị trường các bác biết, đúng không ạ? 21489 là một dòng vang rất cao cấp rồi, chứ không phải là dòng vang rẻ tiền nữa. Đấy, hôm nay thì em sẽ bán cho các bác chỉ có 3 suất nhá. Bác nào nhanh tay nhá, em nói luôn là em chỉ có bán 3 suất duy nhất thôi. Đấy, em chỉ có bán 3 chiếc thôi.
mức giá 2.500.000. Nói thật các bác, mức giá này các bác đi tìm không thể nào các bác mua được một chiếc vàng 5S như này. Đấy, và tất cả em vẫn giữ nguyên cái chi phí cũng như là giữ nguyên tất cả các quà tặng cho các bác, là dây giác này, rồi miễn phí ship đầy đủ hết cho bác. Chỉ có 2.500.000 ngày hôm nay em bán 3 suất. Đấy, các bác nhanh tay cho em nhá. Em sẽ test cho bác nghe chất lượng âm thanh này. Đây, 1, 2, 6, 5, 6, 5, 5. Tiếng cực hay luôn, tiếng em bao hay cho bác luôn nhá. Đấy, quá hay luôn. Đây, 1, 2, 5. Gặp nhau cái thua ban đầu, áo xanh áo mưa xanh mà em mặc một màu nhìn thấy dáng em đẹp tựa trong tranh, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã chờ. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo mưa em mà nỡ rồi một bông cũng vàng. Dịu dàng làn điệu dân ca mà nghe ai hát, mà nghe ai hát duyên hề của đứa đôi. Anh về hai nụ hoa xưa, rêu hương thơm thả đường đi lối về. Các bác nghe cho em ạ, tiếng cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Em nói thật các bác, trong cái phân khúc, trong cái tầm giá ngày hôm nay em cung cấp cho các bác ba chiếc này là em dành cho ba bác nào thực sự may mắn, yêu thích cũng như tìm một chiếc vàng về chúng ta có thể được ghép vào để nâng cấp cái hệ thống âm thanh nhà mình, thì đây là một lựa chọn quá tuyệt vời. Và đây là một ưu đãi cực kỳ lớn cho các bác đầu tháng ngày mùng 1 các bác nhá. 2.500.000 đồng một chiếc, em chỉ bán duy nhất 3 chiếc cho 3 bác nào may mắn. Nhanh tay chốt vàng 5S, nhắn tin cho em chốt vàng 5S hoặc các bác gọi điện cho em, được chưa? Số điện thoại 0982838665. Nhanh tay giúp em bác nhá. Xin chào các bác trong những video và những sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ là ủng hộ cho em like và nhớ đăng ký kênh ở phía dưới giúp em các bác nhá.